Bạn sẽ không biết được là mình sẽ được những cái điều gì khi mà bạn bắt đầu quan tâm đến làn da, quan tâm đến vóc dáng của bản thân, và chắc chắn là bạn cũng sẽ không biết được mình sẽ bị mất những cái điều gì, sẽ bỏ lỡ những cái cơ hội gì khi mà mình nuông chiều, mình buông thả bản thân, mình không quan tâm đến cái ngoại hình, cái vẻ ngoài của mình. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cái video của mình, và mình là Hòa Trần, nickname của mình là Hòa Đại Ca. Ở trong rất nhiều những cái video lần trước thì mình đã chia sẻ với các bạn những cái cách để trở thành một người phụ nữ hấp dẫn, lôi cuốn, những cái cách để có thể sống hạnh phúc, những cái cách để chúng ta có thể tự tin. Và một trong những cách đấy đó là chúng ta biết nâng niu làn da, biết nâng niu cái ngoại hình của mình. Và hôm nay mình muốn thông báo với mọi người một cái tin rất là tuyệt vời, bởi vì chỉ 8 ngày nữa thôi thì tất cả những cái siêu phẩm làm đẹp da, những cái siêu phẩm dưỡng trắng da tốt nhất trên thị trường hiện nay thì nó sẽ có mặt ở trên kệ của nhà em Hòa. Và các bạn hãy nhớ theo dõi ở rất nhiều những cái video phía sau nhé. Các bạn hãy theo dõi rất nhiều những cái video phía sau để không bỏ lỡ bất kỳ một cái siêu phẩm nào. Một cái làn da trắng thì là một cái làn da luôn luôn có được cái lợi thế và luôn hút được ánh nhìn từ mọi người. Và chúng ta không cần bàn cãi về cái việc là những cái lợi ích tuyệt vời từ những cái sản phẩm như là viên uống trắng da, những cái tẩy tế bào chết, những cái kem dưỡng trắng da body hay những cái huyết thanh dưỡng trắng. Trong 10 năm làm spa thì chính mình đã trải nghiệm rất nhiều những cái loại kem body dưỡng trắng, trải nghiệm rất nhiều những cái sản phẩm và đã chứng thực nó trên rất nhiều khách hàng khác nhau. Cái combo làm đẹp da thế hệ 2 này bây giờ nó được cải tiến cực kỳ là nhiều hơn. Có một số điểm mà mình thấy nó khá là gây ấn tượng này. Thứ nhất là cái giá thành của nó bây giờ khá là ok. Trời ơi, rẻ đến gần bằng một nửa so với những cái sản phẩm cũ ở trong các cái spa lớn. Cái thứ hai đó là cái hiệu quả làm trắng của nó rất là nhanh, bởi vì những cái công nghệ mới, công nghệ nano và những cái chất kem ấy bây giờ nó dạng lotion, nó thẩm thấu, nó dạng sữa chua, nó thẩm thấu vào da, nó cực kỳ là nhanh luôn. Và những cái hàm lượng arbutin hay những cái hàm lượng glutathione ấy nó cực kỳ cao, nó lại ở cái phân tử nano nữa, nên là càng có hiệu quả. Nó gọi là cảm nhận thấy sự khác biệt luôn ấy. Những cái người xung quanh mình ấy sẽ cảm nhận được cái sự thay đổi trên ngoại hình, trên làn da của chính chúng ta. Cái điểm thứ ba mình thấy ok nữa là cái sự an toàn, bởi vì ngay từ cái cảm nhận về mùi hương, ví dụ như những cái set tắm trắng nó không bị những cái mùi hóa chất, nó không bị những cái mùi chất lột tẩy, nó không bị những cái mùi kinh kinh, rồi những cái cảm nhận trên da là nó không bị sót đầu móng tay, đầu ngón tay đấy, rồi những cái kem body mùi hương của nó thì rất là tự nhiên, cái mùi hương nước hoa là rất là quyến rũ. Và tất cả những cái sản phẩm đấy thì nó đều hướng đến là bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng, kể cả những cái viên uống trắng da cũng thế. Mọi người khi mà uống vào trong cơ thể thì sợ chứ, đúng không ạ? Sợ là những cái chất đấy nó gây hại cơ thể của mình. Hay là vừa làm đẹp vừa làm sao phải đẹp, phải khỏe, phải bảo vệ được cho cả sức khỏe của mình nữa thì mình mới lựa chọn. Và thêm một cái điều nữa đó là sau khi mà mình sử dụng được những cái sản phẩm tuyệt vời như thế này ấy, thì cái làn da của mình nó không chỉ trắng lên, nó không chỉ là sáng lên, nó không chỉ là hết nám, mà nó còn có độ căng, độ bóng, độ mịn, độ mướt. Và giống như da của mình đây này, đấy, nếu mà da mà căng bóng thì nhìn trẻ hơn tuổi, ăn gian tuổi hơn rất là nhiều, đúng không các bác? Ngày hôm nay nếu như các bác đã sẵn sàng thì hãy lên kế hoạch ngay cho một cái kế hoạch đặt hàng đi. Tại vì chắc chắn là khi mà sản phẩm này được ra mắt ấy, thì nó sẽ cháy hàng trên toàn bộ các mặt trận luôn. Hãy lựa chọn, hãy order, hãy lên danh sách tất cả những cái sản phẩm mà cần thiết cho da của các bác. Ví dụ như tẩy da chết body, ví dụ như kem dưỡng da body, ví dụ huyết thanh tắm trắng, set tắm trắng, ví dụ như là những cái viên uống trắng da, rất là nhiều thứ. Hãy lên danh sách, hãy order để đặt trước những cái sản phẩm này, bởi vì chỉ trong một thời gian tới thôi, một thời gian rất ngắn tới thôi, thì những cái sản phẩm, những cái siêu phẩm tuyệt vời độc nhất vô nhị trên thị trường này sẽ có mặt ở trên kệ giá nhà em Hòa với những cái mức giá rất là ưu đãi luôn. Và các bác hãy trở thành những cái người đầu tiên, những cái người mà đặt hàng sớm nhất để có trên tay những cái siêu phẩm này. Và trong video ngày mai thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bác những cái cách để nhận được quà tặng, những cái cách để có được cái quyền lợi cho những cái người đặt hàng sớm. Bởi vì đối với những người mà đặt hàng sớm, ngay từ khi mà sản phẩm nó chuẩn bị được tung ra thị trường thì các bác luôn có những cái món quà, luôn có những cái phần quà cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ ưu đãi, cực kỳ là chất luôn. Và các bác hãy đón xem cái video của em Hòa vào buổi tối ngày mai nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người với những phần quà cực kỳ thú vị nha.